Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ Sáu, ngày 23 tháng 2. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024, sáng 23 tháng 2, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tới thăm, động viên và chúc mừng các cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ, y bác sĩ và người lao động, công tác trong ngành y tế. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Chăm sóc và Bảo vệ Sức khỏe cán bộ tỉnh. Đoàn đã tới thăm, động viên, chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và người lao động đang công tác tại Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo báo cáo năm 2023, ngoài nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước, Sở Y tế đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở y tế nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đơn vị đã triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, dịch vụ kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, gửi đến các cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ lời thăm hỏi ân cần, tình cảm nhất, ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được đội ngũ các thầy thuốc. Đồng chí mong muốn ngành y tế luôn đoàn kết, tiếp tục phát huy tốt 12 điều y đức cùng 12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành y, hoàn thành sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ, đem lại nhiều niềm vui cho các bệnh nhân, các gia đình và nhân dân. Thấu hiểu và chia sẻ với sự gian nan, vất vả của đội ngũ y bác sĩ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định sự bền bỉ, bản lĩnh, kiên cường của các chiến sĩ áo trắng trên mặt trận phòng chống các dịch bệnh, tiếp tục nuôi tâm, dưỡng trí, tăng cường sức khỏe, tích lũy kinh nghiệm, bồi đắp y đức, nâng cao y thuật, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ sức khỏe, khám chữa bệnh, làm vẻ vang hơn nữa truyền thống 69 năm của ngành y để xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Sáng 23 tháng 2 tại sân vườn hoa trung tâm thành phố, Hội Nhà báo Cao Bằng chủ trì phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí trong tỉnh tổ chức khai mạc Hội báo xuân Giáp Thìn tỉnh Cao Bằng năm 2024. Tham dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Hội báo xuân nằm trong chuỗi hoạt động mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024. 74 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Hội báo xuân là ngày hội lớn của những người làm báo. Thông qua báo chí, phản ánh bức tranh toàn cảnh của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đất nước, địa phương trong năm vừa qua. Dự báo tiềm năng, triển vọng và những thách thức của từng địa phương, của đất nước trên con đường tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển trong năm mới. Hội báo còn là nơi gặp gỡ của những người làm báo với công chúng, khích lệ cán bộ, viên chức, các cơ quan báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Đồng thời, nâng cao vị trí vai trò của Hội Nhà báo trong đời sống xã hội, tôn vinh sự phát triển của báo chí Cao Bằng, kết quả hoạt động nghề nghiệp của hội viên Hội Nhà báo tỉnh, giới thiệu những thành tựu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư của tỉnh. Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo trong thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Bằng sự nỗ lực và trách nhiệm, các cơ quan báo chí đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đậm nét những nỗ lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quảng bá hình ảnh miền đất, non nước, con người Cao Bằng, tích cực tuyên truyền về xây dựng Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các cơ quan báo chí luôn tích cực đổi mới mạnh mẽ từ nội dung đến hình thức, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ quan báo chí, tác phẩm báo chí, truyền thông theo hướng hiện đại, đa phương tiện. Chú trọng đưa thông tin phong phú, toàn diện, kịp thời, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Hội báo xuân năm nay có 8 gian trưng bày của Hội Nhà báo Cao Bằng, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân thường trú tại Cao Bằng,
Thư viện tỉnh và Viễn thông Cao Bằng. Tập hợp và giới thiệu gần 200 đầu báo, tạp chí, đặc san, sách. Mỗi đầu báo từ 1 đến 5 cuốn, trong đó báo đảng địa phương với 63 đầu báo xuân của 63 tỉnh thành trong cả nước. Báo Trung ương gồm báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, cùng với các báo ngành và tạp chí trong tỉnh. Thư viện tỉnh giới thiệu một số đầu sách viết về các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội báo xuân Giáp Thìn tỉnh Cao Bằng sẽ được tổ chức trong 2 ngày, từ nay đến hết ngày 24 tháng 2 năm 2024. Để đảm bảo chủ động trong tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2023-2024, bà con nông dân xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng đã ra quân nạo vét, vệ sinh, tu sửa các tuyến mương phục vụ sản xuất tại xã Ngọc Đào. Theo đó, hàng chục hộ dân phát quang cây cối, nạo vét bùn, đất, khơi thông cống rãnh tại tuyến mương Nà Rải, xã Ngọc Đào, thu gom rác thải, bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng với chiều dài hơn 2 km. Qua đó khơi thông dòng chảy nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, phát huy tốt hiệu quả các công trình thủy lợi, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Vụ xuân năm 2023-2024, xã Ngọc Đào có kế hoạch sản xuất gần 432 ha cây trồng các loại. Xã Ngọc Đào sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra các tuyến mương, gia cố, tu sửa lại những đoạn kênh mương bị hư hỏng, đưa nước về phục vụ sản xuất xuân năm 2024. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 30 để xem xét một số nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 7 tới. Cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành luật, qua đó góp phần khắc phục vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác cảnh vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình mới. Các đại biểu cũng nhất trí bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định của luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan hoàn thiện hai dự án luật, trước hết để phục vụ hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra tới đây, trước khi trình tại kỳ họp thứ 7. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các cơ quan cần chủ động trình sớm các nội dung tài chính ngân sách, tránh việc phải trình tại kỳ bất thường, đồng thời tăng cường kỷ luật về thời gian gửi tài liệu, từ đó nâng cao hiệu quả chất lượng hơn nữa của các kỳ họp tới đây. Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải thống kê, tháng 2 năm 2024, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 10,7 triệu khách. Trong đó, hành khách quốc tế tăng mạnh tới 59,1%, đạt 3,65 triệu khách. Hành khách nội địa tăng 11,8%, đạt 7,1 triệu khách. Thị trường vận chuyển hành khách qua cảng hàng không trong tháng 2 có sự tăng trưởng so với tháng 1 và cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam đã chuyển chở 5,1 triệu khách, 1,6 triệu khách quốc tế và 3,54 triệu khách nội địa, tăng 21,6%. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không cũng có tín hiệu tăng trưởng với 139.800 tấn hàng hóa, tăng 54,2% so với tháng 2 năm 2023 và tăng 13,1% so với tháng 1 năm 2024. Sản lượng hàng quốc tế đạt 92.300 tấn và hàng nội địa đạt 47.500 tấn. Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam về thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không tính riêng từ ngày 8 tháng 2 đến 14 tháng 2 đạt hơn 1,5 triệu hành khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Tại các cảng hàng không, sản lượng cất hạ cánh đạt hơn 14.500 lượt, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng sản lượng hành khách thông qua cảng đạt hơn 2,27 triệu khách, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 9.600 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không nội địa đạt xấp xỉ 1,7 triệu hành khách, giảm 2,7% so với cùng kỳ và hơn 2,8 tấn hàng hóa, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2023. Sau Tết, thị trường lao động tiếp tục đà phục hồi khi nhiều ngành bổ sung nguồn lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã phối hợp 8 địa phương ở khu vực phía Bắc tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 9 tỉnh thành để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho người lao động. Theo đó, có 44.000 việc làm mới ở miền Bắc sau Tết. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến hôm nay kết nối 9 tỉnh thành gồm Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Phòng.
có tổng cộng hơn 130 đơn vị doanh nghiệp tham gia với hơn 44.000 chỉ tiêu tuyển dụng. Điều này cho thấy sau Tết, thị trường lao động tiếp tục đà phục hồi, sự khởi sắc đầu năm thể hiện tại các thị trường lao động lớn trong cả nước. Tại Hà Nội, bên cạnh sàn trung tâm tại đây, còn có 14 sàn vệ tinh trên địa bàn thành phố, với gần 1.000 chỉ tiêu phân chia theo trình độ, ngành nghề, độ tuổi, mức thu nhập. Các doanh nghiệp đang tích cực tập trung tuyển dụng lao động ngay từ thời điểm đầu năm để bổ sung nguồn lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đây là cơ hội cho người lao động, nhất là sinh viên, học viên mới tốt nghiệp, tìm được việc làm và người lao động có nhu cầu thay đổi việc làm phù hợp. Một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải, logistics, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch. Việc kết nối các tỉnh thành hôm nay tạo ra thêm nhiều cơ hội cho người lao động cũng như doanh nghiệp tìm kiếm người lao động, kỳ vọng mang lại kết quả tốt, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu. Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất thay đổi một số hạng giấy phép lái xe, trong đó bỏ hạng A4, đưa B1 và B2 về cùng hạng B. Bộ Công an đang tiến hành thu thập ý kiến từ các cơ quan và hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình những thay đổi trong dự thảo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, trong đó có đề xuất điều chỉnh một số hạng giấy phép lái xe. Theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất gộp giấy phép lái xe hạng B1 và B2 thành một hạng duy nhất. Hiện tại, theo Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, có tổng cộng 13 hạng giấy phép lái xe từ A1 đến FC. Bộ Công an đề xuất loại bỏ hạng A4 dành cho người lái máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo, đồng thời đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B. Thay đổi này được đề xuất để phù hợp hơn với kiểu loại công dụng và số chỗ ngồi của phương tiện. Đặc biệt, Bộ Công an cũng lý giải rằng việc này giúp đội luật hóa các quy định về phân hạng giấy phép lái xe theo Công ước Viên năm 1968, đảm bảo cam kết của Việt Nam khi ký kết và gia nhập Công ước. Việc này còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập tại các nước là thành viên Công ước Viên năm 1968, không mất chi phí đổi, học để được cấp giấy phép lái xe, góp phần phát triển kinh tế, du lịch, thương mại, hợp tác quốc tế, đồng thời phát triển đầu tư sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện trong nước và quốc tế, do có sự đồng bộ về phân hạng phương tiện và giấy phép lái xe. Quy định về chuyển đổi hạng giấy phép lái xe chỉ áp dụng cho sát hạch cấp mới và trường hợp cấp đổi, cấp lại nhằm đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi cho người dân. Thông tin này được Bộ Công an đề xuất để thúc đẩy sự đồng bộ hóa về phân hạng phương tiện và giấy phép lái xe, góp phần vào sự phát triển của ngành đầu tư, sản xuất và giao thông vận tải cả trong và ngoài nước. Chuyển sang tin quốc tế, dữ liệu công bố ngày 22 tháng 2 cho thấy tỷ lệ tự tử của Hàn Quốc đã giảm xuống vào năm 2022 sau đại dịch COVID-19, mặc dù vẫn ở mức cao nhất trong số các quốc gia phát triển. Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc tổng hợp, tổng cộng có 12.906 người đã tự tử vào năm 2022, và số vụ tự tử trên mỗi 100.000 người Hàn Quốc là 25,2, giảm so với con số 26 của năm 2021. Tỷ lệ này đã tăng từ 13,7 năm 2000 lên 24,8 năm 2005 và 31,7 năm 2011 trước khi giảm xuống dưới 25 vào năm 2017. Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, con số này sau đó đã tăng lên từ năm 2018 đến năm 2021, ngoại trừ năm 2020. Theo giới tính, tỷ lệ tự tử ở nam giới cao hơn gấp đôi so với nữ giới, với tỷ lệ 35,3 trên 100.000 nam giới tự kết liễu đời mình vào năm 2022. Hàn Quốc cũng có tỷ lệ tự tử cao hơn ở những người ở độ tuổi 70 trở lên, khi con số ở những người ở độ tuổi 70 lên tới 37,8 và ở những người ở độ tuổi 80 là 60,6 vào năm 2022. Dựa trên dữ liệu năm 2020, Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế với tỷ lệ 24,1 trên 100.000 người. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!